Chương trình phát thanh thanh niên. Chào các bạn, mời các bạn cùng tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý và bác sĩ của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Hãy nhấc máy và gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 2625, các bạn chỉ cần cung cấp tóm tắt nội dung câu hỏi, tên, tuổi, địa phương đang sinh sống cùng số điện thoại của mình. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ gọi lại theo số điện thoại bạn đã cho để tiết kiệm chi phí cho các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí của chúng tôi đang chờ bạn. Vâng, một tuần đã trôi qua và hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Các bạn thân mến, đến với chương trình của chúng ta hôm nay có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bích Ngọc sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong chương trình này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Hà Tĩnh. Alo, xin chào thính giả. Vâng, chào chị ạ. Dạ, tôi nghe đây ạ. Tôi ở Hà Tĩnh. Vâng. Tôi có một trường hợp thế này rất khó xử mà không biết thế nào, xin nhờ địa chỉ tư vấn cho một gia đình tí. Vâng, chúng tôi rất sẵn lòng đấy ạ. Anh có thể nói câu hỏi của anh đi ạ. Tôi có một đứa cháu trai, con trai ấy. Hồi nó yêu một con trong xóm này, nó bên Hàn Quốc. Vâng. Rồi, nó yêu một con trong xóm này, nó đưa đi du học, nó đưa con kia tham đi du học đến ấy. Quả tình nó yêu đương thì là gia đình cũng rất ngăn cấm, không cho yêu, nhưng mà cuối cùng sau là thời gian lâu lắm thì gia đình họ với gia đình này cũng nhiều cái trắc trở, vì nó coi thường với gia đình này, nó cũng thèm nói chuyện mà để về Tết nó cũng thèm đến chơi như là quan tề như gạo. Vâng. Vâng, mà đến lúc là cách đây 2 năm thì là cháu nó về thì nó đến đây lấy đa hàng cho thằng con trai bên kia, thì bảo nó là đây là bác không cho yêu, nhưng mà thực tế là các cháu không phải yêu nhau thì bác cho lấy. Vâng. Thì đợt này thì lấy thì cưới đi thì bác cho cưới. Thế nó bảo là tôi với anh chỉ là bạn, có yêu đương gì thì tôi mới bảo là nếu mà thế thì sang bên đó, nếu mà không yêu nhau không cưới thì sang bên đó thôi, để cho hai đứa lấy vợ lấy chồng. Vâng. Thế nó sang nó thôi, con thằng này một năm trời là thằng này cũng nhiều lần nếu néo lại mà không được nên nó quyết định ra thôi. Nhưng mà đến lúc gia đình nhà là mũi bánh thằng này có con gái ở trong xã này khác thôn ấy. Dạ. Quyết định đến ngày cưới rồi thì thằng này ra về con kia nó quay 180 độ, nó đòi lấy mà nếu không cần cưới cũng được. Vâng. Thế nên là thằng này cũng về nghe lời thì bố đi về cùng cưới xong rồi là ở với nhau được khoảng 20 ngày, nó đi ra bên kia. Thế là giờ là con bé này thì làm thủ tục đi thì bác cái COVID thì cũng không đi được. Vâng. Con bên kia thì nó bám bên kia. Thằng này nhiều lần điện về nó kiểu mà bảo là nó bỏ con này, nó lấy con kia. Và nhà tôi thì cả chị gái là ủng hộ với thằng này. Nhưng mà riêng bản thân tôi làm lầm người dàn con người ta về không được thể, cũng có vì như thế không thể được. Vâng, tôi hiểu ạ. Tội tình gì nó hiền lành, nó có tội tình gì đâu mà bỏ nó. Ở nhà đi mẹ chồng con dâu thì thích mấy gì nó cảm thấy hợp tình nhau nên nó thì nhiều chuyện lắm. Vâng. Tôi là người đàn ông trong nhà, dàn vợ về cho con nên là người xin rồi như là nó lệ, nhưng nó làm những cái việc trái phải với lương tâm thì vâng. Tôi việc với con đứa con gái này lắm. Dạ vâng, xin rất là chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình anh. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện anh nhé, xin mời ạ. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào anh. Vâng, nghe câu chuyện của anh chia sẻ từ đầu đến giờ rồi, tôi thì thật sự phải nói thế này này, anh có một phần trách nhiệm ở trong đó đấy. Vâng, đúng rồi. Bởi vì
con trai nhà mình nó đã trưởng thành, nó lớn, nó đi Hàn Quốc, nó làm được tiền, nó là còn đưa một bạn gái sang du học, xong rồi ăn ở với nhau như vợ chồng suốt mấy năm trời rồi. Nghĩa là nó vượt khỏi tầm tay của mình rồi. Mình lại cứ muốn lôi nó về rồi hỏi cưới vợ một cô ở làng rồi. Tất cả những thứ đó thì đều là ở suy nghĩ chủ quan của mình thôi. Mình phải biết là con mình nó trưởng thành và bây giờ chúng nó sống hiện đại rồi. Chúng nó sống với nhau ở bên kia có khi chỉ có là chưa sinh con chứ còn thì mấy năm rồi đúng không? Còn cái chuyện chúng nó ở chung với nhau mà nó chưa thành vợ thành chồng, thỉnh thoảng có xích mít, nó nay nó đòi bỏ, mai nó hờn dỗi, ngày kia nó đòi chia tay, thì đấy là việc của chúng nó, đúng không? Mình làm gì mà cấp tập rồi khi con nó về phép được một tí lại còn gán cho lấy cô nọ cô kia, cuối cùng bây giờ làm giang dở người ta ra khổ thân ra. Bởi vì con nhà anh bây giờ nó lại quay trở lại Hàn Quốc và chắc chắn nó lại gặp cô bé kia, và cô bé kia là phải hơn cô bé mới cưới này rồi. Vì nó có kỷ niệm với nhau suốt bao nhiêu năm, từ cái thời mà nó còn chưa là gì, nó còn đưa nhau đi sang bên đó du học cùng nhau, nghĩa là chúng nó có tình cảm. Còn cái đợt vừa rồi một mặt thì là cũng do bố mẹ ép, hai nữa là cũng là do đang cái lúc mà các cháu bên kia nó giận nhau cho nên nó phải tặc lưỡi nó cưới vợ. Thế thì cuối cùng bây giờ đúng là mình làm cho giang dở cô bé ở nhà. Trước hết thì cứ động viên cô bé đi, thôi có gì thì để rồi bố sẽ trao đổi rồi. Mình nếu mà có nói chuyện thì nói chuyện riêng với lại cái cậu con trai. Thế thực sự cuối cùng thì bây giờ con muốn thế nào? Bên kia chắc chắn là cô bạn gái cũ sẽ thúc ép và sẽ giận dỗi. Khi biết là nhà cưới vợ rồi thì cô lại càng ghen, cô ấy bắt là cậu này phải nói cái lời chia tay. Nhưng mà chia tay không phải nói miệng như thế được. Về mặt luật pháp là thành vợ thành chồng rồi. Nếu có gì chăng nữa thì cũng phải trở về làm các thủ tục cần thiết để giải phóng cho cô gái, chứ không thể giam người ta như thế này được nữa. Thế còn cứ động viên cô gái, nhưng mà cũng chỉ động viên trong một thời gian nhất định thôi. Nếu con nhà anh mà cứ đi biển biệt 5 năm, 3 năm, xong ở bên kia để như là có vợ thật, còn ở nhà để người ta lại phải chịu những cảnh nào mẹ chồng nàng dâu rồi bị giám sát, bị thúc ép thì đúng là khổ thân cô ấy quá. Chồng thì đã có như không vì đi xa, thế xong rồi tự nhiên lại phải đi làm dâu rồi gánh vác những cái trách nhiệm làm dâu con ở trong nhà thì thiệt thòi cho cô ấy quá. Lúc này là cái lúc mà đang Covid thì chắc là cũng chả thấy thúc ép về, mà cậu cũng mới về cưới vợ chắc cũng chưa thể về ngay được. Mình cứ để một thời gian xem thực trạng là cậu mong muốn như thế nào nha. Vâng, hy vọng rằng sóng gió trong gia đình của anh cũng sẽ qua. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Em là trước rồi em bị tai nạn này, xong là bị chấn thương sọ não, xong là bị nhiều á. Dán cả mắt đồng tử với người ta luồn cái ống thở vào ấy. Vâng. Xong là em bị sẹo hẹp khí quản, mổ rồi. Đối với một câu hỏi nữa thì em bị bệnh sùi màu gà ấy. Vâng. Em hỏi là có chữa không em ạ? À, sùi màu gà thì anh đã đi khám ở đâu chưa ạ? Và bác sĩ chuẩn đoán như thế ạ? Khám ở Bệnh viện Gia Liễu Trung ương ạ. Vâng, câu hỏi của anh sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bác sĩ sẽ tư vấn cho anh nhé. Xin mời ạ. Chị chào em. Dạ. Cơ thể yếu quá hả? Và bị sùi màu gà từ bao giờ? Em bị cách đấy 2 năm mấy. Tức là trước khi bị tai nạn à? Dạ đúng rồi. À thế à? Thế thì có được điều trị từ trước khi bị tai nạn không? Có, em có điều trị em đốt 2 lần. Ừ. Thế xong là bây giờ nó lại sùi hả? Bị một cái lần sùi đấy thì em ra bệnh viện Gia Liễu Trung ương ấy. Ừ. Bác sĩ người ta điều trị đốt rồi. Ừ. Xong về một thời gian này, khoảng 4-5 tháng nó lại lên. Ừ. Mỏi là thuốc nam ấy, liệu là có khỏi không ạ? Ờ, cái thuốc nam thì trong khoa học, trong Tây Y thì chị chưa nghe thấy nói đến cái cách điều trị bệnh bằng thuốc nam, đặc biệt là sùi màu gà. Người ta chỉ có thể đốt này, hoặc là dùng hóa chất này, kết hợp với uống thuốc ấy, đốt ngoài uống thuốc và giữ vệ sinh. Chứ còn thuốc nam thì mình cứ đi hỏi xong là mình đi chữa những cái thuốc đó, nó vừa mất thời gian, nó vừa tốn tiền và chưa có một cái... Ivan nào nói đến cái chuyện là thuốc nam mà chữa được sùi màu gà. Cái bệnh sùi màu gà ấy thì nó là bệnh da liễu, thường là điều trị nó cũng phải mất thời gian và nó dai dẳng.
Thế và em thì thời gian này nó cũng người nó yếu nữa, cho nên cái việc điều trị bệnh chính của em ấy, tức là sùi màu gà ấy, đôi phần nó cũng có ảnh hưởng. Vì vậy là mình phải kiên trì thôi, em đi đến viện da liễu, đấy là đúng chỗ rồi đấy. Thế thì mình phải chịu khó thôi, một lần, hai lần, ba lần, để mà bác sĩ theo dõi cả một quá trình ấy. Thế nếu mà đốt mà không có hiệu quả, lần sau người ta sẽ kết hợp uống thuốc hay là gì đó. Phải chấp nhận là nó tốn khá nhiều thời gian nhá. Em có gia đình chưa? Có ba cháu rồi. Có ba cháu rồi. Thế thì cũng không lo lắm về cái khía cạnh gọi là đường con cái đúng không? Tuy nhiên khi mà em quan hệ với vợ thì có dùng bao không? Có. Đó, thì để bảo vệ cho vợ nhé. Và ngoài em nó cũng, ý là cũng đi xét nghiệm cũng bị rồi, nhưng mà nó không có dấu hiệu mà nó bị viêm nhiễm rồi. Ừ, nữ thì thường nó kín đáo hơn. Đôi khi cái sùi màu gà nó mọc ở phía trong ấy, âm đạo ấy, mà nó không ra phía ngoài cho nên là không phát hiện được. Hoặc là nó nhỏ nhỏ cho nên là khó, tức là không nhìn thấy. Chứ nó khác với nam giới là nó mọc ở ngay phía ngoài cho nên là nhìn được ngay ấy. Vì vậy phải điều trị cả hai nhá. Và da liễu họ khám của vợ em họ bảo không có. À, thế thì không bị. Ý là xét nghiệm là có, nhưng mà người ta khám có nghĩa là hai lần đấy. Nhưng mà bác sĩ ở da liễu trung ương thì bảo là không có. Thì người ta chỉ uống cái thuốc đào thải virus thôi. Thuốc đặt và thuốc đào thải là bởi vì cái mức độ nhẹ thì nó cũng chưa gây cái tổn thương gọi là biến dạng ở tổ chức. Cái màu gà đấy thực chất là nó biến dạng ở một cái tổ chức, một cái cơ nào đấy ở tại bộ phận sinh dục ấy. Thế thì xét nghiệm mà thấy virus đó thì tức là có và phải điều trị. Chứ còn cái mức độ nó chưa gây đến cái hiện tượng sùi. Em hiểu không? Cho nên là cũng không phải cắt, không phải gì cả. Thế nhưng mà rõ ràng là cũng phải điều trị triệt để ấy. Và cái nữa là phải rất chú ý trong cái việc quan hệ vợ chồng ấy nhá. Vợ chồng em dùng bao từ lâu. Thế thì tốt rồi. Vậy em kiên trì nhá. Hỏi là cái này là thầy bảo là mang bệnh suốt đời rồi. Cũng không hẳn đâu. Đấy, ví dụ như là vợ em có virus ấy. Thế nhưng mà khi mà khỏe lên thì nó có thể kiểm soát được, hoặc là bệnh nó nhẹ đi, hoặc là nó có những cái giai đoạn mà mình nói nôm là nó khỏi nhưng mà mình sống chung với cái virus đấy đấy. Bác sĩ ở da liễu cũng nói thế ạ. Ừ, nhưng mà phải cẩn thận cho cả cái việc mà lây sang con nhé. Qua cái sinh hoạt hàng ngày ấy, chắc là em đi khám nhiều em biết rồi nhé. Dạ. Nếu thấy khó chịu thì hoặc là nó to thì lại đi đốt lại, và mình cũng phải thường xuyên theo dõi. Vâng, thưa chúc anh giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo. Vâng ạ, em nghe đây. Vâng. Vâng, câu hỏi của em là em có cô con gái năm ngoái 20 tuổi. Mà cháu nó đi học xong thì không đi thi gì nữa, thì cháu đi làm công ty, thì không may là gặp một cái anh bạn cùng công ty, thì lại là cái anh đấy có gia đình rồi, có con rồi. Tại vì là con cái chúng nghe em là nó cũng nghịch ngợm từ trước, nên là chúng em biết, nên lúc nào chúng em để ý đi làm ở đâu chúng em chỉ có bên nhà người theo dõi ấy. Thế là kiểu nó ấy một cái là có người báo về là chúng em biết ngay, thì là chúng em cũng bố mới lại kiểu những người đàn ông quá với nhau ấy, đến gặp kiểu là mới đầu cũng giả vờ là ra ngoài uống nước để xin việc thế này thế nọ, thế là anh ấy cũng ra, thế là cũng ngồi nói chuyện là với người đàn ông với nhau là tình hình như thế. Thì bây giờ là các bác nghe như thế thì là bởi vì là con bác là vẫn đúng ít tuổi, mà cháu là đã có gia đình rồi, thì là cháu nên dừng cái tình này chẳng này. Vâng. Thế nhưng mà cái anh đấy thì anh lại bảo là cháu nói thật các bác là cháu chưa có một cái gì cả, đây chỉ là bạn đồng nghiệp thôi. Thế là bố cháu nó cũng bắt tay là bảo là được, nếu mà là đồng nghiệp thì là xin cảm ơn, còn nếu mà ấy là sao bác cấm, cũng nghĩ là không cho lấy đấy. Vâng. Thế nhưng mà cuối cùng là sau một năm không được thì vẫn theo dõi, thì nó vẫn cứ chậm tụ vậy. Thế là chúng em đi một thời gian là 5 tháng sau quyết định ra nhà bố mẹ anh ấy đấy. Vâng. Thế là cũng bảo là kể ra đấy là với ý định là chưa chuyện như thế, và hai bên cùng kiểu là hợp tác để ngăn cái giấy đường này đấy. Vâng. Mới ra thì cũng có vợ, nói chung là vợ chồng thì kiểu là anh này thì nói chung là cũng trai gái, nên là vợ cũng chồng rãi mau ấy. Vâng. Nhưng mà họ chưa kinh hôn. Dạ.
thế, thế nên là chúng em không muốn mà chúng em ra, chúng em nhờ cả hai bên cùng hợp tác. Thế nhưng cuối cùng không được chị ạ. Qua một năm rồi, bắt đầu như lại có vào. Thế là bắt đầu chúng em vẫn để ý theo dõi. Thế là bắt đầu phát hiện một cái là chúng em nói thật là mới đầu là chúng em không muốn để. Bởi vì con em nó thấy sinh là chúng em vẫn ngạo để ý mà. Cái mẹ này là vẫn ngạo để ý. Nhưng mà con em không nghe. Thế là vẫn cứ quyết tâm. Thế là hai đứa vẫn quyết tâm. Thế là cuối cùng vào phải chấp nhận. Thế là cháu sinh được 6 tháng rồi. À cái đợt mà có bầu đấy thì là cho chị ra cũng báo bên đấy. Nhưng mà bên đấy người ta không nhận. Đến lúc cháu sinh được 6 tháng nay rồi nhưng mà cũng người ta cũng không nhận. Nhưng mà bố cháu thì vẫn đi lại bình thường. Vẫn lấy. Nhưng mà gia đình chúng em bây giờ thì nói thật là chỉ có gọi là thôi chứ cái này bộ việc tình cảm cái bố con nó thì chúng em không cấm. Nhưng mà có nghĩa giờ là chúng em chỉ có không cấm đi lại. Nhưng mà nói thật là để mà bảo là và học để mà gần gũi thì chúng em không muốn một tí nào. Vâng. Đấy, bây giờ em muốn là hỏi bác sĩ bên đoàn cho em lời khuyên là bây giờ có nên hòa học được không hay là thôi cứ kệ để cho nó gọi là cái tình bố con hình. Chúng em không cấm đi lại kệ nhưng mà vừa để mà kiểu như nhà bên nhà mình có việc gì mà để mà bảo hoặc là ấy thì mới thật là cố gắng lương tâm để sang nhìn nó như trái ngang như làm sao mà giờ vợ con người ta đang thấy là chúng em thật sự là không muốn bây giờ vẫn muốn con là cắt đứt. Vâng. Còn thì cái con đấy thì có nghĩa là bỏ đi cứ dừng lằng nhằng này nữa xong là để cho vợ con người ta về với vợ con thế ấy còn thì mình bây giờ về là chúng em nuôi cháu chúng em nuôi còn thì để cho cháu nó vẫn còn ít tuổi nó đi bước nữa đấy ý chúng em là muốn như vậy. Vâng. Thì là bác sĩ cho em là lời khuyên với để cho nó chúng em được sáng suốt hơn. Vâng, chúng tôi rất là hiểu cái tâm trạng của chị. Là một người mẹ, chị cũng đang rất là bối rối với cái tình trạng của con gái của mình hiện nay. Yêu một người đã có vợ và anh ta thì cũng không muốn rời bỏ gia đình, tuy nhiên thì cũng vẫn cứ đến chăm sóc hàng ngày cho con và cháu của mình, đúng không ạ? Vâng, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn đang ngồi trong phòng thu của chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị nhé. Xin mời ạ. Vâng, xin chào chị. Vâng, em chào bác ạ. Vâng, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà ngoại? Em năm nay 50 rồi chăng ạ? Ôi trẻ thế. Cháu đấy là út hay là lớn? Cháu là thứ hai ạ. Cháu thứ hai. Nó năm nay là bao nhiêu rồi? 19, 20? Cháu năm nay là 20 ạ. 20. Học hết lớp 12 xong đi làm một năm thì yêu. Cháu có khỏe mạnh, có xinh không? Cháu trai, cháu cũng 6 tuổi ạ. Ồ vâng, thế là mừng. Thật ra này, các cụ nói là thì cá vào ta được. Tự nhiên mình thôi bây giờ cũng lên bà ngoại. Tự nhiên có đứa con kháu khỉnh, nhiều người lấy chồng xong đánh đấm nhau chả đẻ được đứa con, bỏ ra 500-600 triệu để đi chạy chữa vô sinh, không biết là chị có để ý không? Hối đôi như thế đấy, mà rồi cắn cấu nhau đưa ra tòa chỉ vì là không đẻ được. Thôi đây con nhà mình mới 20 tuổi đầu, thật ra nó còn dại thôi. Nó cứ nghĩ rằng là chỉ có tình yêu là có tất cả, cho nên là cái cậu kia thì tuy có vợ nhưng chắc chồng cũng khéo ăn khéo nói rồi. Cháu thì trước đây đi học cấp 3 thì lại ngoan, chưa có va vấp gì, cũng chỉ có mấy đứa bạn học cùng phổ thông thôi. Nay thấy cái anh này quan tâm rồi mình yêu thương. Thì thật ra lỗi không chỉ hẳn ở cái bạn trai kia. Tất nhiên là anh ta là người có gia đình rồi mà anh ta không dừng lại thì phía anh cũng trách nhiệm, nhưng cũng một phần là lỗi con nhà mình. Nói thế chứ 18 tuổi là đi học cấp 3 rồi thì phải biết thế nào là thế nào chứ. Lấy thì không thể lấy được, xong rồi mình biết mình thành người, bây giờ là người ăn ké tình yêu đấy. Nhà người ta có vợ, có con rồi, người ta có bất hòa hay không bất hòa thì kệ nhà người ta. Mình chen vào rồi cuối cùng bây giờ mình khổ, mình thiệt mà rồi bố mẹ mình khổ đúng không? Bây giờ thì cô ấy chưa nhận thấy gì đâu, cháu nó 20 tuổi giờ đang hí hửng với đứa con trông còn ngon lành. Nhưng mà rồi cứ một thời gian nữa, lấy thì chả lấy được anh kia. Vâng. Xong rồi cũng chả ai ta dám đến với mình nữa. Rồi sẽ có những cái thanh niên nó chỉ gạ gẫm thôi, chứ còn thì nó biết rằng là trong mắt của người ta là đấy, đã có tiền sử là yêu người có vợ xong có con với người ta thì người ta vẫn đánh giá là tư cách đạo đức nó không đẹp, cho nên nó cũng khổ cho cháu đấy. Thế nhưng mà cái ý độ của chị rằng là cấm tiệt này rồi là mình lại dành đấy, cháu mình nuôi còn cho cô ấy đi đâu đấy rồi đi bước nữa hay là lấy chồng gì thì cũng khó, bởi vì con nhà mình bây giờ nó đang gắn bó với đứa con của nó. Mà nó cũng chả bỏ đi đâu đâu, vì nó còn ở đây để thỉnh thoảng là nó còn gặp được cái anh kia. Vâng, anh kia đến vừa là chăm con nhưng đồng thời là cũng lại thăm con nhà mình. Mình không cần thiết phải ngăn cản, nhưng mà những việc gì mang tính chất đại sự như là cưới hỏi rồi những việc to việc lớn thì không nên mời và không nên bảo, bởi vì đường đường chính chính nó chả phải con rể nhà mình. Rồi mà kể cả cái việc mà
cậu ấy đến xong mình có tưng bừng mình đón tiếp thì rồi người hàng xóm láng giềng hoặc là những người khác người ta cũng nghĩ rằng là đấy người nó đang có vợ có con xong rồi thì nó làm cho con mình có thai có chửa rồi bây giờ nó đến lại cả nhà đón tiếp như là ông hoàng thế đấy, kia vâng, người ta lại cũng nghĩ là mình nối giáo cho giặc, mình tạo điều kiện cho con của mình, cho nên là mình cũng nhắc luôn với lại cái cậu kia kìa, các bác đau buồn lắm ấy, cháu đã đẩy các bác vào một tình thế bây giờ giờ khóc giờ cười, bao giờ cháu mai kia lớn lên có con gái các cháu mới hiểu cái nỗi đau của các bác. Nhưng mà chuyện nó đã xảy ra rồi, bây giờ thì bác thì cũng không nỡ ngăn cản cái việc mày đến mày thăm con mày, nhưng mà giữ gìn không công khai được, chúng ta không thể coi mày là con. Vâng, đấy em nghĩ con chắc ngang lời bác chứ. Vâng, đấy chúng em là cũng là suy nghĩ là như thế, bây giờ có con thì là như thế rồi, nhưng mà ý là chúng em là bảo là có nghĩa là mẹ con nó về với định nó vẫn đi thuê ngoài nó ở mà, thì là muốn là mẹ con về với vị bà ngoại, là bà ngoại chồng thì là mẹ mới đi làm, thì là có nghĩa là để có nghĩa là sao cho nó cảnh dần gì ấy. Còn thì cái tình cảm bố con nó thì chúng em không cấm. Hiện nay thì mẹ con của cháu là thuê nhà ở riêng, mục đích thì cũng là để cho đỡ phiền hà ông bà ngoại, nhưng một mục đích nữa chính là để cho bố nó đi lại thăm con. Vâng, bây giờ biết là thấm thương bố mẹ rồi, thế xong rồi chúng cháu lại ý là muốn như thế về thì cháu đi tạo cho cháu cái nghề khác đi chẳng hạn, để cho rồi còn con thì là để mẹ nhà trông, còn bố nó đến thì kể cả đến nhà chúng em cho chúng em cũng không cấm mấy học thế, nhưng mà riêng để mà vồ và để mà đúng mà rồi. Chào để mà ngoan nhạt mình... không bao giờ chúng em có cái quyết định của chúng em thế đúng. Nhưng mà bên ngoài thì đã có người cũng ấy bảo là sao nhà mày vẫn rắn thế à, mấy lệ ấy bảo thì thôi bây giờ nó đã như thế thì thôi đi, rằng nào cũng ấy thế, nhưng mà chúng em mới thật là chỉ biết nghe thôi, nhưng mà với chúng em như thế là chúng em không ấy, có công có việc lớn của những em mà chúng em không bảo. Đúng rồi, không coi anh ấy là con rể ở trong nhà. Vâng. Bởi vì đúng là không có tư cách, và hơn nữa là có đấy. Lời ra lời vào, và nếu mình đàng hoàng chấp nhận anh ấy đi lại, nghĩa là mình đã tạo điều kiện cho cái việc là đang vi phạm luật hôn nhân gia đình đang có vợ mà con mình đã xen vào, bây giờ lại còn bố mẹ là còn ủng hộ, lại ngày lễ ngày Tết lại còn đương nhiên lại đến như là một cậu con rể, thì khác gì là mình chấp nhận cho con mình làm vợ hai của anh kia, đúng không? Thế về cái việc thế này này, mẹ nghĩ một chuyện, nhưng bây giờ các cháu nó vừa mới có em bé, và chắc chắn là nó cũng còn gắn bó với nhau, cho nên cái việc mà nó ở riêng cũng tốt, mình thì bình thường, nhưng mà lúc này chưa bàn đến chuyện là mình dành lấy cháu nuôi để nó còn đi bước nữa, chúng nó còn hy vọng ở nhau lắm, cho nên là cứ cho nó ở đấy để nó có trách nhiệm với nhau, thiếu tiền thì cái cậu kia cậu có trách nhiệm là hỗ trợ tiền thuê nhà, thiếu sữa thì cái cô này sẽ gọi điện là anh mang mua sữa cho con, thôi không gì, nhưng mà vẫn là con chung, cho nên cậu kia có trách nhiệm, đúng không? Thế rồi thời gian nó qua đi, cái sự ảo tưởng của cháu hay cái sự kỳ vọng của cháu nó không còn nữa, đến lúc ấy ngán ngẩm lắm rồi, biết đâu đến lúc con được 4-5 tuổi, lúc ấy mới gặp được một cậu thanh niên thực sự yêu thương, cô lại muốn đi bước nữa, lúc ấy có khi mang con về gửi ông bà ấy. Mình không lo đâu, sớm muộn rồi mình cũng sẽ phải dây bầu mang quả bầu, rồi cũng sẽ phải giang tay đón hỗ trợ cháu thôi. Nhưng lúc này là cái lúc mà nó còn non, còn mới, còn đầy những cái hy vọng, vừa mới được vài tháng trời, rồi mình cũng không cần can thiệp gì quá nhiều, thỉnh thoảng mình qua thăm cháu. Vâng, xin chúc chị sẽ giữ gìn được sức khỏe, và cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo. Vâng, tôi nghe đây. Tôi có con dâu, hai vợ chồng lấy nhau năm nay là được 16-17 tháng rồi mà chưa có con. Vâng, là đi khám ở bệnh viện Thanh Nhàn này, bệnh viện Đại học Y này, nó cũng đều là nói là có u nang buồng trứng, một bên buồng trứng ấy. Dạ. Thì ba một bác sĩ thì có người thì cũng cho lời khuyên là thôi cứ để đẻ xong thì lúc bấy giờ mình chỉ xử lý cái u đấy. Vâng. Nhưng có người thì bảo là bây giờ mổ nội soi á. Vâng. Tức là lấy hình như là người ta nói rằng là người ta lấy cái gì ấy để lấy ra, xong rồi đến lúc mổ để lấy cái u ấy ra, họ cấy vào sau này để sinh con ấy, đúng không ạ? Dạ, bà nội cũng đang rất là sốt ruột mong cháu rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Mong bác sĩ cho lời khuyên là nó nên làm như thế nào ạ? Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện và tư vấn cụ thể cho chị nhé. Xin mời ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, chào chị ạ. Vâng, chào chị. Vâng. Hai vợ chồng đang đưa nhau đi khám, mà khám ở bệnh viện phụ sản trung ương. Thế là tốt rồi nhá. Thế là tốt rồi. Thế còn lại cái việc mà 16 tháng rồi làm sao mà chưa có em bé, đúng không ạ?
Đúng rồi ạ. Vâng, thì đi khám thì có thể là người ta tìm thấy cái nguyên nhân gì đó. Thế còn lại thì cứ đi nghe người ta nói rằng là mổ nó đi, mổ nội soi đi, lấy cái u đi, xong đấy có con, hoặc là cứ có con xong là cùng nuôi con, cùng nuôi u, và đến lúc sinh con ấy thì mổ, mổ lấy con và mổ luôn cái u. Cả hai cái giải pháp đấy thì thực ra giải pháp nào cũng được, nhưng quyết định là làm cái gì, giữ như thế nào thì phải là do bác sĩ. Ở ngoài người ta nói mình chỉ biết rằng là à có hiện tượng như thế. Thế nhưng mà nhỡ cái u nó to quá rồi ấy và nó lớn nhanh thì mình cũng không thể đợi để đến lúc mà có con. Thì cái u đấy nó lại to quá và nó ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của con dâu mình. Đúng không ạ? Và để mà theo dõi tiến triển như thế nào thì buộc phải đi thăm khám y tế. Về cơ bản thì mọi người cũng biết là như thế, nhưng mà quyết định cái phương án nào thì cần phải có cái sự khám xét và tư vấn của bác sĩ nhé. Vâng, việc của mình bây giờ là hỗ trợ các cháu có mong mỏi, có cháu ấy thì cũng kìm lòng lại, cứ vui vẻ đi. Cái sự vui vẻ nó cho mình hạnh phúc hiện tại cái đã. Và cái vui vẻ, cái hạnh phúc đấy nó có khả năng kỳ diệu lắm. Nó lại có thể khắc phục được những cái khiếm khuyết nhỏ nhỏ tí tí ở trong cơ thể. Và nếu không thể, cứ nói trường hợp xấu là nếu vẫn chưa có cháu nội như ý muốn, thì ít nhất chúng ta cũng vẫn đang có cái cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, đúng không ạ? Thế còn mọi việc cứ từ từ và động viên các cháu là chăm chỉ đi khám bệnh và thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ nhé. Vâng, xin được cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình và chúc gia đình của mình sẽ luôn gặp may mắn chị nhé. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Bình. Alo, chào chương trình. Dạ vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Có như cháu năm nay là 34 tuổi rồi, tuổi dân. Coi như cái nữ ấy thì coi như kinh nguyệt thì tháng có tháng không, thì coi như thiếu học hay đi khám được ấy, thì coi như đi khám để mà tiền phụ nhân ấy. Vâng. Hầu kết luôn nó từ cũng gì. Dạ vâng ạ. Như bác sĩ Mỹ Phương là tư vấn dục coi thử liều từ cũng không phải hại lắm, thì có uống thuốc có khả năng. Chị ơi, chị hỏi cho con gái phải không ạ? Chị hỏi cho con gái. À vâng, con gái chị năm nay đã 34 tuổi và đi khám tiền hôn nhân thì bác sĩ kết luận là tử cung nhi như hóa đúng không ạ? Lắm. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi ạ. Những cái chỉ số khám bệnh của con gái chị chúng tôi cũng đã vừa chuyển cho bác sĩ Phượng. Chị Phượng sẽ tư vấn cụ thể cho chị nhé. Xin mời ạ. Vâng, xin chào chị. Chào bác sĩ. Vâng, vâng, chào chị ạ. Thế con gái mình đi khám ở đâu đấy chị? Gái khám chưa dù cả à, vâng, và có xin tư vấn họ luôn không? Cách đây 3 năm là coi như cháu nó khám tiền hôn nhân là coi như bác sĩ họ kết luận là coi như từ cũng gì tỷ lệ vô sinh là coi như hiện 80%. Họ vẫn điều trị cho cháu là coi như uống cắn giảm từ cũng á. Vâng. Năm 2018 là cháu nó kết hôn rồi. Rồi. Hai đứa nó sạc tiền sáu đó nó kết hôn rồi, nhưng mà hiện bây giờ là coi như nó vẫn chưa có thai mà coi như. Vâng. Dịp cháu thì em không hỏi được. Vâng, thế thì kết hôn rồi này, tức là cách đây 3 năm thì đi khám có được chẩn đoán là tử cung nhi và cái khả năng mà vô sinh là hơn 80%. Sau đấy thì là có điều trị thuốc, đúng không ạ? Để cho giãn tử cung ra. Thế và bây giờ thì là cháu kết hôn rồi nhưng mãi chưa có con. Thế cháu nó có đi khám lại không chị? Bác sĩ đã kết luận là có như cháu nó có u tuyến yên. Thế là bây giờ thì là lại là có u tuyến yên, đúng không ạ? Vâng. Thế còn cái tử cung kia thì như nào? Có khám lại không? Nó có giãn ra không? Em chẳng hồi được cháu nó kiểu nó áp lực cái vấn đề cho nên thôi mà cũng cũng giảm hồi. Vâng. Bác của cháu nó mất cái khi nào cháu nó về, khi nào em đi lời dùng bác của cháu em khóc là có nhớ em lời đi con ấy là con nó là cái bác mấy tí. Vâng.
em mới kêu chị ấy thiên hoàng làm kề như con có như con quý để cho ma quý là có như nó có điện khí nó xong rồi là có như lần lại nó có nói chuyện này mấy cũng chi nữa. Vâng. Có như nó lại nói ma yên tâm ý, đừng có nói xin cũng nuôi cũng nghiệp cái cảm thằng cướng tới con chơi chồng của nó là buồn. Vâng ạ. Em là có như từ đọc 12 cái trứng. Vâng. Chứ là đọc 7 cái thối à. Vâng. Mà chưa cho sức khỏe nữa là có như là chỉ cho sức khỏe cho tụt nữa là có như em bữa em tẩy vào thôi chứ không có gì mà lo mà buồn vậy. Đó là con chín nó lại về em đây nè. Dạ vâng. Về bản thân con chị ấy, thì là con chị đã lấy chồng rồi này. Và chắc chắn hai vợ chồng là cũng có lên kế hoạch để mà sinh em bé, đúng không? Và họ cũng đã đi khám ở đâu đấy và cũng đã có ý định gọi là làm thụ tinh nhân tạo, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thế và khi mà khám gọi là điều trị vô sinh đấy, để làm thụ tinh nhân tạo ấy, thì người ta đã là phải kiểm tra rồi, nhá. Và người ta kiểm tra rằng là làm ngần này cái phôi và cái dạ con của cái người phụ nữ là có khả năng thì người ta mới tiến hành chuẩn bị cho cái việc làm thụ tinh nhân tạo, đúng không ạ? Vậy thì con gái cũng đã nói rồi là mình cứ bình tĩnh, đừng nói cái gì cả. Và nhất là trong cái khía cạnh này đấy, người ta cũng không muốn ở Mỹ đâu. Người ta muốn cứ âm thầm rồi. Càng nói to, càng nói nhiều, càng dò hỏi ấy, thì áp lực với cô ấy là một chuyện. Và có khi lại còn cái khía cạnh khác nữa. Thôi, mình cứ giữ sức khỏe của mình ấy nhá. Và chăm sóc con, yêu thương con càng nhiều càng tốt, để hỗ trợ cho hạnh phúc của con mình. Và cầu trời cầu Phật là cho con mình được toàn nguyện nhá. Như thế là hỗ trợ con rồi. Vâng, chúc chị sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhá. Và cảm ơn chị đã luôn là thính giả tin tưởng của Cửa Sổ Tình Yêu ạ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Câu hỏi của em là em chương trình tư vấn cho em là cháu cao đấy, cháu ít nói lắm ạ. Chị hỏi cho con đúng không ạ? Vâng đúng rồi ạ. Vâng, con trai hay con gái hả chị? Trai ạ. Con trai ít nói ạ? Vâng, ít nói mà lúc thì cháu vui thì cháu nhờ mẹ, đi gần đây cháu chẳng nói năng gì, thỉnh thoảng lại khoác áo mà tắm rửa lại đi chơi qua đêm. Mà đi chơi thì em nghe cái câu chuyện Cửa Sổ Tình Yêu lâu rồi, vâng, nhiều lắm rồi mà tư vấn cũng nhiều lắm rồi, nhưng mà em cũng hay con mình cũng kiểu gái gú hay đi kiểu đi ra nhà hàng quen hàng, vâng, về chẳng lấy vợ thì tôi thì em sốt ruột lắm. Vâng ạ, rất là chia sẻ với tâm lý của bà mẹ. Con trai thì 28 tuổi, ít nói và cũng thấy hay, vâng, đi chơi đúng không ạ? Ra làm nhưng mà chơi ra chơi, thứ hai là cứ nghiện game ấy. Cứ không làm thì lại cứ đi chơi game cả ngày luôn, cứ nằm ở trên giường bấm game vậy. Tôi mong Cửa Sở Tình Yêu tư vấn cho tôi làm cách nào để bảo van cháu bớt game. Dạ, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ chia sẻ với chị nhé, xin mời ạ. Vâng, chào chị. Vâng, chào anh. 28 tuổi, cháu có học gì hay là học hết phổ thông rồi đi làm? Cháu học hết đến năm 10 thì đang thi yên kiểu gọi người ta đánh cho chém đầu thì em cho cháu nghỉ. Hồi đấy là về Nam Đông với mẹ thì ngoan lắm, nhưng mà hồi mất mùa nay ít nói, xong rồi nó nợ lần nhiều nó ít nói. Từ hồi đấy giờ nó cứ ít nói vậy, hỏi không nói. Nói chứ 28 tuổi đầu học thì không học gì, cho nên là chắc là bạn học cũng ít. Mối quan hệ tiếp xúc ngoài xã hội không có nhiều, ở nhà làm nông với mẹ lại còn mất mùa. Thế thì biết nói cái gì bây giờ, tuổi thanh niên đáng lẽ tuổi này á, hàng tháng đi làm ở công ty có tiền, thế rồi là giao tiếp với bạn với bè, thỉnh thoảng lại đổi con xe, thế rồi trong người ngợm nó sáng sủa, nó mở mang, đi chơi với bạn với bè, nó có cái thứ mà nói. Thế cho nên trường hợp của cháu nhà mình ấy mà, quan trọng không phải là bây giờ làm sao để nó nói nhiều. Cái thứ hai là cũng không phải là việc là làm sao để cháu nó phải có vợ. Mà mình có nghĩ xem là cho cháu một cái cuộc sống khác không? Nhà mình ở đâu nhỉ? Em trong chết ạ. Xung quanh ở đấy có những cái khu công nghiệp cái gì không? Thanh niên ở đấy họ thường làm gì? Thanh niên ở đây thì cũng cứ đi làm ruộng thôi. À thế hả? Đi làm xây. À vâng. Rồi nhà mình có ai quen thuộc như ở dưới thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương hay Đồng Nai gì không? Cũng ít lắm ạ. Đấy hả? Hỏi thế bởi vì thế này này, trong trường hợp như của con nhà mình ấy,
nó rất cần có sự trải nghiệm, cần bay nhảy để cho nó hiểu sự đời một chút. Nếu như mà đấy học hết lớp 10 xong rồi ở nhà xong bây giờ anh, em ngắt lời anh tí, bởi vì không phải là cháu nó học lớp 10 xong rồi nó ở nhà, mà ý là cháu ở nhà thì thời gian cháu cũng làm ruộng, cháu vẫn đi chơi, cứ đi hay đi chơi tối đấy. Đi nhưng chơi mà thì nói làm thời gì mà bây giờ hiện tại cứ lâu lâu lại cả đêm xong rồi sáng mới về. Thôi mình cũng không biết là con đi đâu đúng không? Thì em cũng đoán thôi chứ làm sao biết được. Anh bây giờ em ở nhà còn chồng con không đi đâu đêm 12 tối. Thế xong rồi ông xã thì mình có hỏi con không? Không, riêng em dạy con hay cái gì, nhà em hay rượu chè tức lên này trời. Không tức thì cả ngày chẳng nói gì, chẳng dạy bảo gì con. Ông ấy chắc chả dạy được, bởi vì rượu chè như thế dạy được ai đúng không? Đúng rồi ạ. Ừ, không có sáng sủa gì lắm nên khó dạy con. Thế là mình một mình vừa phải chống chọi với ông chồng mà cứ say rượu ấy, lại còn lo kiếm ăn nuôi sống gia đình, lại còn lo cái nơm nớp với thằng cu này. Thật ra thì mình nên tâm sự hỏi con bây giờ thế này, thế thường thường con cứ đi qua đêm như thế, con đi ở đâu thế, con đi đâu, con đi ngủ ở nhà bạn hay con đi ra quán ra xá, tiền ở đâu mà con đi, con cho mẹ biết nhà này nó không phải là cái chợ để mà thích đi thì đi, thích về thì về, đi đâu thì cũng phải cho bố cho mẹ biết chứ đúng không. Thế là một cái. Thứ hai nữa là xem thực ra dạy con có muốn là đi làm ở khu công nghiệp không. Mẹ thấy cũng có nhiều thanh niên ấy đi làm, nó có tiền, nó mở mang đầu óc, rồi có khi 1-2 năm về trong người ngợm nó lại sáng sủa ra, nó lại nhanh nhẹn lên. Thì cũng cho con một cái hướng như thế, không phải là bây giờ nó 27-28 rồi xong rồi lại suốt ngày bảo chả nói gì với thầy. Hỏi cũng cứ cầm hỏi con ơi, con gian cơm cũng cứ nên nặng, chẳng nói năng gì. Nhưng rồi có gian không? Rồi cũng thích nên thì mấy cơm ăn, mẹ ăn hết, dọn hết rồi bắt đầu mấy cơm ăn. Vâng. Không ra ăn cùng nhưng mà mẹ cứ ăn trước rồi chốc nữa bao giờ đói thì tự ra sới ăn đúng không ạ? Vâng. Không ngồi cùng với cả bố cả mẹ gì nữa. Vâng. Chứ tôi lại nghĩ rằng đúng là phải bây giờ thì không phải là một đứa bé 3-4 tuổi để mà ngồi mà răn vâng. Mà dạy từng câu một đâu. Vâng. Ừ. Ông chú bà bác, ông cô bà cậu xem có ở đâu, có cái gì đấy, ông nào bà nào đang là chủ xưởng mấy chủ xí nghiệp cho nó đi làm. Không, mình sẽ nói với bác. Cháu nói chung là làm thì cháu vẫn làm, không làm nữa là đi chơi nhà cũng có ba ruộng thì cháu cũng đang làm rồi. Ít nói đi, là đi xong công việc làm nông thì bác bảo là đi thì làm có mấy ngày thôi, phun thuốc thì 2-3 ngày thôi, chứ xong là nghỉ 2-3 ngày lại đi bệnh viện 1-2 tối như vậy. Thế bảo rằng thực ra làm nông ấy mà, nó có mùa có vụ, còn thì cái thời gian rảnh rỗi nó nhiều, tuổi thì đang tuổi lớn. Cần giao lưu, cần được đi đây đi đó, cần được thể hiện bản thân. Chẳng lẽ là cứ ngồi ở nhà, ngồi nhà thì chả biết nói chuyện với ai, nói chuyện gì thì chả lôi điện tử ra nghịch thì làm sao. Mà ngồi nghịch điện tử mãi chán thì lại phải đi tìm, mà tìm thì chắc lại đi với bạn. Thế cho nên là nếu như mà đi làm nó tử tế đấy, là làm một tuần tận những 6-7 ngày này, xong rồi mong được một ngày nghỉ, ngày nghỉ thì cũng mệt mỏi rồi, thì lại rảnh rỗi, nghỉ ngơi một tí, chơi bời một tí này, nhưng mà hàng tháng lĩnh được lương này, thế rồi có những cái niềm vui là bạn bè thỉnh thoảng lại tụ tập giao lưu này, rồi đi làm ở đâu chăng nữa thì nó có nền nếp kỷ luật ở đấy, không phải sống như ở nhà một cách là thích ngủ thì ngủ, thích dậy thì dậy, thích ăn thì ăn được, kia là đến giờ đến giấc phải dậy, con người ta nó đi vào nền nếp kỷ luật, đúng không ạ? Trước khi ông đi làm mấy công ty rồi nhưng mà cứ nhảy nhót nhiều công ty quá. Có một công ty thì làm này không, người ta không đủ tiền tiền ăn với tiền tiêu, nó tiêu nhiều quá thì em mới gọi về để cho cháu làm ruộng. Nó cũng đang làm rồi đi, nhưng mà làm hai anh em chung thì ý là cứ rảnh là như thế, xong rồi gọi thì đến lúc về là ăn mẹ nói không trả lời, cứ vậy. Con em nói đúng như bác bảo đấy, con đi đâu con làm gì con đi đâu phải nói mẹ, nhưng mẹ cả đêm mẹ chẳng ngủ được rồi. Lo lắng về con nhưng mà chẳng nói năng gì. Thật ra chị cũng khó mà. Cái người cần rắn giỏi nhất là bố thì bố không nói năng gì. Mình cũng đến nói thế chứ còn nói thế nào nữa. Nó chả phải 5 tuổi để ta hỏi mẹ, mẹ không nói thì đứng ra cái góc tường rồi úp mặt vào tường hay là quật cho nó một trận được đúng không? Thế thì nếu mà để ý mà theo dõi biết rằng nó đi chơi ở nhà bạn nào, rồi anh chị em, những người quen quen ấy, mình có nắm được là nó đi đâu không? Không anh ơi. Em nghĩ là nó hẹn với bạn gái hay đi yêu đương như nào, đi ra nhà hàng thôi, đi yêu hết đi nội. Đấy là mình nghĩ thế hay là mình mách em thôi. Ai mách? Thì bạn nó đấy, bạn thân của nó, nhưng mà chỉ nói với cô biết thôi chứ cô đừng bảo với nó mắng cháu. À, nghĩa là cũng có bạn gái, cũng yêu đương, cũng nó là thanh niên bình thường, có điều rằng là chưa chốt được cô nào để mà về báo cáo với mẹ, với bố này, thôi. Với này em cũng hỏi anh một tí nữa, bởi vì cái năm cháu 12 tuổi đi, cháu vì nên cái mộng nước xin em đưa cháu đi mổ.
người ta khâu thì biết là có ảnh hưởng gì thì không, nhưng mà hay là nó cứ nghĩ nó cứ đi nó ngủ hết người nọ ngủ người kia để cho xem có chữa không, có con không. Đấy là mình cứ đoán thế. Cái mổ bọng người chim là mổ ở chỗ nào? Mổ xong rồi người ta khâu vào. Thực ra thì cái bộ phận sinh dục thì nó rộng lắm, mổ cái bìu này rồi tác động tới tinh hoàn hay là cái da quy đầu hay là cái gì đó thì bây giờ nó lớn lên em không dám hỏi nó, nhưng mà ý là em nghĩ hay là nó bị hẹp cái đấy thì nhưng mà chắc không phải đâu, đấy là mình cứ đoán. Thanh niên bây giờ nó có bạn gái, nó có người yêu là nó phải hẹn hò đi chơi tối. Thế thì mình cũng nói chuyện cởi mở đi, con xem xong cũng 28 rồi đấy, xem nếu mà có yêu đương bạn nào thì đưa về đây xong rồi để mẹ xem có được không, có gì mẹ hướng dẫn, mẹ dạy dỗ để thấy rằng là mình cũng khát khao có con dâu, đặc biệt là mình cũng tạo điều kiện, chứ không phải là mình cứ giám sát theo dõi để mày đi đâu đấy rồi nhớ cẩn thận thế nọ thế kia, nhắc làm sao được, đúng không? Thế thì cái việc mà bạn có người yêu, có bạn gái là chuyện bình thường mà. Có bạn gái mà nghĩ là nó không đưa về, cháu chỉ có đi hẹn nhà hàng nhà giá thôi. Chưa đến giai đoạn đưa về, khi đấy đưa về nghĩa là chốt muốn lấy vợ rồi. Cháu bảo này chứ mẹ mà cứ từ nay cứ giục lấy vợ thì từ nay đừng nói chuyện với con nữa. Mình chắc cũng có hay nhắc gì đấy. Có, cứ bảo là con ơi, người ta bằng từ đấy có người ta có con có cái rồi thì con với vợ con là lớn nhất. Như em giờ mở tờ phá ý là giờ có được đồng tiền thì ngắn này, tháng này lại cầm đi. Tiền thì mình phải quản lý để ở chỗ mà bán hay sao mà... Bán thì lúc... cháu nó bán nữa. Vâng. Nói chung là chưa có cái gì nghiêm trọng. 28 tuổi này, cũng làm ăn, làm nương, làm rẫy này. Thỉnh thoảng thì có đi chơi với bạn, với bè, thậm chí có cả bạn gái, thậm chí là có cái việc A, việc B, việc C, cũng chưa phải là một cái gì đấy kinh khủng lắm. Thế còn cái chuyện lấy vợ đến lúc nào mà bạn ấy chốt lại một cái cô nào đấy mà không thể sống thiếu cô thì mới báo mình làm đám cưới. Còn hiện nay là bạn cứ đi kết bạn với những cô nọ kia, mà cái cô mà được hôm trước, hôm sau, dù đã đi nhà nghỉ, chắc chắn bạn cũng chả lấy làm vợ đâu. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo ạ. Alo, vâng, tôi nghe đây. À dạ, tôi muốn hỏi cho con trai tôi, cháu sinh năm 2007, đến tháng 10 này cháu mới là 14 tuổi. Dạ, vâng. Tự như hẹp bao quy đầu. Dạ. Cháu bé đi học cấp 1 đi thì mỗi lần cháu cho cháu đi tè là tôi cứ kéo cái đầu chim của cháu ra, là nói chung là cháu lộn là rất là tốt. Vâng. Thế nhưng mà sau cháu lên cấp 2, bẵng đi một thời gian bố con chả tắm với nhau thì không để ý, là bây giờ cháu nó lớn quá rồi, nó cao tới trên 1m7 cơ. Dạ. Mà nặng tới gần 70 cân nhưng cháu kéo kiểu gì nó chỉ ra nhú nhú được một tí thôi. Vâng. Mà lần nào đi tắm tôi cũng giục cháu, tôi bảo một ngày con đi tắm hoặc con đi vệ sinh con nhớ con kéo ra cho bố. Dạ. Thế tôi cũng nghe lời của anh bạn, anh là bác sĩ, anh cũng bảo lấy cồn bé đi đấy là coi vệ sinh cho cháu và ngâm nước nóng rồi cố kéo cho cháu, nhưng mà nó kéo như nào chỉ nhú nhú được một tí thôi. Vâng. Thì liệu có phải cho cháu đi chích hay như nào không ạ? Dạ, câu hỏi của anh sẽ được chuyển tới bác sĩ Vũ Minh Phượng, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho anh nhé. Xin mời ạ. Vâng, xin chào anh. Như vậy là vâng ạ, chào anh. Như vậy là năm nay cháu sinh năm 2007 là cháu mười mấy nhỉ? Đến tháng 10 này là 14 tuổi. 14 tuổi. Đến 14 tuổi và anh nói là nghi cháu bị hẹp thì không phải nghi nữa đâu. Hẹp đúng rồi đấy. Nhá. Thế và đến 14 tuổi rồi mà cháu nó đã dậy thì chưa anh? Cháu dậy thì rồi, coi như thế là cháu cao lớn mà nói chung là cơ quan của cháu là thấy cũng phát triển và cũng nói chung cũng gần như người lớn. Thế thì anh thử hỏi cháu xem, cái lúc mà cháu ngủ dậy ấy, buổi sáng ngủ dậy là nó hay có hiện tượng mà cương cứng lên ấy. Vâng. Vâng, thì anh hỏi nó xem là cái bao quy đầu nó có tuột được xuống không? Hay là lúc đấy nó có khó chịu không? Nó không khó chịu nhưng mà nó từ tôi là đến gần một năm nay là tôi ép cháu là tôi bảo cố gắng ngày nào con phải kéo cho bố vài ba lần, nhưng mà nó kéo nó bảo không lấy được xuống. Vâng, vâng. Thế thôi đừng kéo nữa, kéo nó rách tự nhiên thì rồi nó lại phiền toái ra. Nhá, nó nỗ lực kéo quá nó rách tự nhiên ra. Và đến cái tuổi 14 ấy thì nó cũng khó để mà gọi là chữa bằng cái cách là bôi dầu xong tự kéo để cho nó giãn dần ra rồi, mà cần phải đi can thiệp. Thì bây giờ có thể chỉ là nong, có thể chỉ là chích.
thì nên đưa cho cháu đi sớm, can thiệp sớm đi để nó đỡ tình trạng viêm nhiễm và thằng nào cũng phải làm. Vâng, cho nó đỡ khổ sở. Bố cũng nhức đầu theo dõi con, rồi con cũng cứ... ngày nào cũng nhắc nhở. Vâng, mệt mỏi lắm nhá. Rồi con nó 14 tuổi bắt đầu nó cũng từ chuyện nọ nó sọ chuyện kia, rồi nó mặc cảm rồi là linh tinh ra. Vậy thì đưa đi khám và lúc đấy người ta sẽ xem cái mức độ hẹp và người ta sẽ quyết định một cái giải pháp là nhẹ nhàng nhất, phù hợp với cháu nhá. Nó là phẫu thuật nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó lại rất là nhạy cảm cho cháu. Nó quyết định những cái sức khỏe sinh sản sau này, rồi tình yêu tình dục của các cháu. Cho nên mình mất thời gian một tí. Mình cân đối như thế nào đấy, chuyện nhỏ nhưng mà đôi khi nó quan trọng đấy. Vâng, hy vọng rằng vấn đề của con trai sẽ sớm được giải quyết anh nhé. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Các bạn thân mến, cuộc điện thoại ở Hà Nội vừa rồi cũng đã kết thúc 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Cửa sổ tình yêu tuần sau qua số điện thoại 0243 826 2625.